Tiếp tục thông tin về vụ việc cơ sở giặt là tẩy nhuộm Đức Trung của bà Nguyễn Thị Hệ đặt tại thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Bị VTC14 chúng tôi bắt quả tang xả thải trực tiếp ra môi trường mà chúng tôi đã phản ánh mới đây. Theo Hội đồng Trách nhiệm Xã hội của các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam, Hội Hóa học Việt Nam, hoạt động tẩy nhuộm sử dụng rất nhiều những hóa chất độc hại. Và nước thải của hoạt động này nếu không được xử lý mà xả thải trực tiếp sẽ là mối nguy hại lớn đối với môi trường. Điều đáng nói hơn là xưởng giặt là tẩy nhuộm của bà Nguyễn Thị Hệ xả thải ra môi trường khi chưa hề được cấp phép. Khói độc, nước độc, vô tư xả thẳng ra sông Hồng. Theo Ủy ban Nhân dân xã Ninh Sở, xưởng giặt là tẩy nhuộm Đức Trung của bà Nguyễn Thị Hệ hoạt động bên bờ sông Hồng này khoảng 3 năm nay. Thế nhưng phải đến khi bị VTC14 bắt quả tang xả thải trực tiếp ra môi trường đến lần thứ hai, doanh nghiệp này mới gấp rút lo thủ tục cấp giấy phép xả thải. Pháp luật Việt Nam đã quy định rõ, doanh nghiệp chỉ có thể xả thải ra môi trường khi đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép. Hành vi xả thải ra môi trường khi chưa được cấp phép của doanh nghiệp giặt là tẩy nhuộm mà bà Nguyễn Thị Hệ làm chủ là vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm, có thể xử phạt theo Nghị định 155/2016. Nếu gây thiệt hại, phải bồi thường theo Nghị định 03/2015. Và Bộ Luật Dân sự 2015. Đáng ngạc nhiên hơn, một doanh nghiệp chưa hề được cấp phép lại xả thải trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý, mà người đứng đầu huyện Thường Tín vẫn cho là chuyện có gì đâu. Việc mà như thế có gì đâu mà giải quyết như thế rồi, chứ có phải là không đúng. Cái chuyện của các doanh nghiệp nó với nhau mà em cứ lấy... Các doanh nghiệp với nhau là như thế nào? Em chưa hiểu ạ. Thôi được rồi, thì chắc em chưa hiểu thì thôi, để nó tránh đi môi trường người ta giải thích, công an người ta giải thích. Còn theo giới chuyên môn, nước xả thải của ngành giặt là tẩy nhuộm chứa rất nhiều hóa chất độc hại. Và đây có thể là nguyên nhân trực tiếp tạo ra những dòng sông chết. Các cái chất thải từ công nghiệp mà nhuộm, tẩy chứa rất nhiều cái chất gây ô nhiễm. Không phải tất cả các cái hóa chất sử dụng trong cái việc tẩy và nhuộm đều được hấp thụ vào trong vải cả, mà đến 70% nó thải ra ngoài. Đó là cái chất gây ô nhiễm hữu cơ cũng có, vô cơ cũng có, và nó làm tăng cái hàm lượng COD và BOD ở trong nước. Nó làm cho cái hệ thống nước của chúng ta sẽ bị ô nhiễm một cách trầm trọng, mà nếu cứ ngày một ngày hai thì nó sẽ trở thành là một dòng sông chết. Những khối nước thải độc hại này suốt những năm qua đã nhuộm màu dòng sông Mẹ. Tác hại của nó với môi trường là không hề nhỏ. Nhưng khi mà những cơ quan chức năng vẫn còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thì khó có thể mong đợi chủ nhân của những họng cống này tự nguyện ngừng đầu độc môi trường. Thưa quý vị, thực tế trong nhiều năm qua, doanh nghiệp giặt là tẩy nhuộm Đức Trung của bà Nguyễn Thị Hệ hoạt động và bộc lộ rất nhiều những sai phạm, nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn chưa được xử lý triệt để. Sau khi các phóng sự phản ánh của VTC14 được phát sóng thì chúng tôi đã tiếp tục nhận được rất nhiều những đơn thư khiếu nại của khán giả liên quan đến các sai phạm của doanh nghiệp này. Trong đó có khiếu nại về việc cấp lại điện cho doanh nghiệp hoạt động sau khi đã bị đình chỉ vì có những sai phạm nghiêm trọng với môi trường. Khiếu nại này cũng đặt câu hỏi về việc có hay không sự tiếp tay làm ngơ của chính quyền đối với hàng loạt những sai phạm của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị trong những bản tin tiếp theo.